Thưa quý vị, hòa trong không khí tưng bừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, sáng nay tại xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam diễn ra lễ khánh thành khu tưởng niệm Hòn Tàu, Đèo Le. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự phát biểu tại buổi lễ và cắt băng khánh thành khu tưởng niệm. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Quân khu 5, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và huyện Quế Sơn qua các thời kỳ, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh, cựu chiến binh và thân nhân các gia đình thương binh liệt sĩ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm sâu nặng của một người con quê hương Quế Sơn anh hùng, Chủ tịch nước gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và huyện Quế Sơn qua các thời kỳ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh và thân nhân các gia đình thương binh liệt sĩ cùng toàn thể đồng chí, đồng bào những tình cảm thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất. Chủ tịch nước nhấn mạnh những chiến công, sự cống hiến, hy sinh đã góp phần viết nên những trang sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và Liên khu 5, đóng góp tích cực vào phong trào cách mạng của cả nước và thắng lợi cuối cùng của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Chúng ta đời đời ghi nhớ và biết ơn sự cống hiến, hy sinh lớn lao, cao đẹp của các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, của biết bao người con ưu tú, kiên trung, bất khuất của quê hương Quế Sơn và mọi miền Tổ quốc đã chiến đấu, hy sinh và nằm lại trên mảnh đất này. Chủ tịch nước đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của huyện Quế Sơn cùng ban vận động xây dựng khu tưởng niệm Hòn Tàu, Đèo Le đã huy động nguồn lực xã hội hóa, xây dựng công trình khu tưởng niệm. Việc tổ chức trọng thể lễ khánh thành khu tưởng niệm cũng là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang và ghi nhớ, tri ân quá trình hoạt động cách mạng hào hùng, anh dũng chiến đấu, hy sinh to lớn của lớp lớp các bậc tiền bối đồng bào, chiến sĩ Quế Sơn trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, cũng như công lao to lớn của thế hệ cha anh đi trước đã dày công tạo dựng nên mảnh đất Quế Sơn tươi đẹp như ngày hôm nay. Chủ tịch nước mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Sơn chú trọng giữ gìn cảnh quan môi trường sinh thái, bảo vệ rừng, quản lý và phát huy công trình khu tưởng niệm Hòn Tàu, Đèo Le thật sự trở thành một điểm đến hấp dẫn của người dân trong nước và bạn bè quốc tế, một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước cho các thế hệ mỗi khi đến với mảnh đất Quảng Nam trung dũng, kiên cường, để Hòn Tàu vẫn mãi xanh cùng màu xanh hòa bình, vẫn mãi hiên ngang trong mỗi chúng ta. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng quà cho anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và mẹ Việt Nam anh hùng. Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Trung ương, Quân khu 5, tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng đã dâng hương, dâng hoa, tri ân các anh hùng liệt sĩ khu tưởng niệm Hòn Tàu, Đèo Le, dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ các liệt sĩ tại bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ rừng cấm An Xuân, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lãng hoa chúc mừng. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị trong năm 2023, Bộ Thông tin Truyền thông cần xác định bối cảnh khó khăn, thách thức trên thế giới cũng như trong nước, cần tiếp tục chủ động, tích cực, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Năm 2023 có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025. Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc hội nghị Trung ương 6 khóa 13, coi chuyển đổi số là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông cần tập trung hoàn thiện công tác thể chế, nhất là trong công tác truyền thông, chuyển đổi số, quản lý nhà nước, khoa học công nghệ. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ ngành liên quan tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, chú trọng cập nhật, xử lý dữ liệu thường xuyên, liên tục. Dữ liệu là tài nguyên đặc biệt, cần phải lưu trữ, chia sẻ, khai thác, sử dụng một cách an toàn, bảo mật, khoa học, hiệu quả, tạo nên các giá trị gia tăng, thông qua đó hỗ trợ chuyển đổi phương thức quản trị quốc gia và quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của mỗi người dân, đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, trong đó lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt các nguồn đầu tư xã hội. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao huân chương lao động hạng nhất cho Bộ Thông tin và Truyền thông.
thăm làm việc với Bộ đội Biên phòng vào chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quán triệt tinh thần bám dân, gần dân, bám địa bàn để làm tốt công tác vận động quần chúng, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia ở khu vực biên giới, giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, tham gia nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, thực hiện chủ trương đưa nhân dân ra vùng biên giới, hải đảo, góp phần tạo phên dậu, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ Tổ quốc. Năm 2022, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nghiêm túc quán triệt sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, bám sát thực tiễn, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng. Đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác biên phòng, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu, chủ trương, đối sách sát thực, hiệu quả, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao, thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tích cực tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, công tác huấn luyện, đào tạo, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, có chuyển biến tích cực. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hỏi thăm, động viên, nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh cùng với một số điểm cầu tại đồn biên phòng Apa Chải, tỉnh Điện Biên, đồn biên phòng Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đồn biên phòng Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk. Thủ tướng đặt câu hỏi cụ thể về những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của các đơn vị, các đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Qua trao đổi, Thủ tướng đánh giá lãnh đạo, chỉ huy các đồn biên phòng đã nắm chắc tình hình, quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chủ trương tăng thêm ủy viên cấp huyện, xã biên giới là cán bộ đồn biên phòng. Thủ tướng nêu rõ, sự ổn định của biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước. Công tác xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia cần được quan tâm đặc biệt, có phương thức quản lý đặc biệt, cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp mà lực lượng Bộ đội Biên phòng đã đề ra. Thủ tướng đề nghị tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, cần vận dụng nhuần nhuyễn các hình thức, phương thức xây dựng, quản lý bảo vệ biên giới trong thời đại ngày nay, kết hợp sức mạnh, công cụ của luật pháp, đạo lý với sức mạnh của hệ thống chính trị, đặc biệt là sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của trí tuệ, con người và văn hóa Việt Nam, nhất là văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc nơi biên giới. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác biên phòng, thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình an ninh, chính trị vùng biên giới, biển đảo, địa bàn trọng yếu, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xử lý hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, luật biên phòng Việt Nam và các văn bản pháp lý liên quan để quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tích cực tham gia tuyên truyền, ngăn chặn, xử lý, không để ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định IUU. Quyết liệt phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm xuyên biên giới. Chủ động các phương án cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, Thủ tướng nhấn mạnh. Mong là các ông chí triển khai cái ứng dụng cái chuyển đổi số. Vừa qua chúng ta nhờ có chuyển đổi số, nhờ có cái công nghệ thông tin mà chúng ta liên lạc được với tất cả các cái điểm cầu ở biên giới của chúng ta. Chúng ta tiếp tục làm tốt cái việc này và ứng dụng nó trong cái việc cải cách hành chính, rồi công tác lãnh đạo chỉ huy, rồi công tác với lại công dân. Quán triệt tinh thần bám dân, gần dân, bám địa bàn để làm tốt công tác vận động quần chúng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh, chú trọng công tác dân vận, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia ở khu vực biên giới giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, các chương trình quốc gia. Cùng với đó, Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng hai bên biên giới, xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiết với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng để góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thủ tướng lưu ý, Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương biên giới,
chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tổ chức cho bộ đội, nhân dân khu vực biên giới đón xuân, ăn Tết Quý Mão vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm. Chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, những người yếu thế trên địa bàn, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, hôm nay đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ. Làm việc với xã Mường Phăng, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng năm 2022 của xã, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, thành phố Điện Biên Phủ và xã Mường Phăng cần có giải pháp cụ thể để hỗ trợ giúp đỡ sinh kế, giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Đồng chí Phan Đình Trạc đã trao tặng 64 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà cho gia đình chính sách hộ nghèo ở xã Mường Phăng. Đồng chí Phan Đình Trạc đã ân cần thăm hỏi động viên các hộ nghèo, gia đình chính sách. Nhân dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng. Tiếp tục chuyến thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc trên vùng cao nguyên đá tỉnh Hà Giang, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã dâng hoa tại tượng đài Thanh niên xung phong, khảo sát tại làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, học sinh trên địa bàn huyện Mèo Vạc. Đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa tại tượng đài Thanh niên xung phong trên đỉnh Mã Pì Lèng. Tượng đài là bản anh hùng ca ghi nhớ công lao của hơn 1.500 thanh niên xung phong 6 tỉnh Việt Bắc, Cao Bắc Lạng, Thái Tuyên Hà và thanh niên 2 tỉnh Nam Định Hải Dương bằng những công cụ thô sơ mở tuyến đường hạnh phúc dài 185 km. Đây là con đường máu và hoa, là tuyến đường huyết mạch kết nối giao thương giữa miền xuôi với miền ngược, mở ra cơ hội phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Giang. Thăm làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông ở xã Bà Vi, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn Hà Giang tiếp tục phát triển du lịch gắn với gìn giữ tôn vinh những giá trị văn hóa cộng đồng. Đây là việc làm cần thiết, vừa có ý nghĩa giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, vừa tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng hấp dẫn, giúp nâng cao đời sống nhân dân. Đoàn công tác đã tặng 300 suất quà Tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn, tặng quà cho người cao tuổi, tặng 1.000 chiếc áo ấm cho các em học sinh huyện Mèo Vạc. Sáng nay tại Hà Nội, chương trình Hiến máu Chủ nhật đỏ lần thứ 15 chính thức khai mạc. Chương trình do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Chủ nhật đỏ với thông điệp Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi bắt đầu được tổ chức từ năm 2009 với mong muốn làm vơi đi những khó khăn của người bệnh, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị dịp Tết. Chủ nhật đỏ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn, Bộ Y tế và các bộ ngành. Suốt hành trình 15 năm tổ chức, đến nay, Chủ nhật đỏ đã lan rộng ra 55 tỉnh thành trên cả nước, tiếp nhận ổn định hàng năm khoảng 45-60.000 đơn vị máu tùy theo nhu cầu. Chủ nhật đỏ lần thứ 15 nhận được sự quan tâm của các bộ ban ngành, đặc biệt là sự vào cuộc của 40 tỉnh, thành phố, dự kiến được tổ chức trong 4 tháng, từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023 và tiếp nhận 45.000 đến 50.000 đơn vị máu cho cấp cứu và điều trị dịp cuối năm, trước và sau Tết Nguyên đán. Hôm nay tại trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Quỹ phòng chống thương vong châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và tỉnh Gia Lai tổ chức buổi lễ phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên IEA. Một trong những mục tiêu của dự án là xác định các cung đường rủi ro hay còn gọi là điểm đen giao thông xung quanh các khu vực trường học bằng ứng dụng công nghệ kết nối thanh thiếu niên. Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên hay còn gọi tắt là ứng dụng IA. Đây là một công cụ hỗ trợ giới trẻ trực tiếp chia sẻ ý kiến và báo cáo những nơi an toàn hay có nguy cơ gây rủi ro cho các em khi đến trường, từ đó hỗ trợ các cơ quan chức năng lựa chọn các giải pháp cải tạo cơ sở hạ tầng phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất trong công tác bảo đảm an toàn giao thông. Thông qua sự kiện này, nhằm phát động phong trào thực hiện thí điểm ứng dụng IA cho các em học sinh đến từ 5 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Chiều nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã thăm hỏi tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương bệnh binh và hộ nghèo tại tỉnh Quảng Ngãi. Cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã đến thăm 5 mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang và các thương bệnh binh tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Các cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự tri ân, niềm biết ơn sâu sắc đối với sự cống hiến hy sinh của các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, thương bệnh binh, gia đình chính sách trong công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước. Nhân dịp này, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 trao tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, thương bệnh binh, mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng. Thưa quý vị, ở Việt Nam, tự sát là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong ở mọi lứa tuổi. Có một thực trạng đáng buồn là sự gia tăng các trường hợp trầm cảm tự sát trong thời gian gần đây ở trẻ em và thanh thiếu niên đã gây lo lắng cho các bậc cha mẹ. Vậy làm cách nào để các cha mẹ có thể phát hiện và ngăn chặn kịp thời ý định hành vi tự sát của con trẻ? Mời quý vị theo dõi thông tin ngay sau đây. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nguy cơ tự tử lại càng đáng báo động khi tình trạng trầm cảm, lo âu và rối loạn tâm thần tăng từ 3 đến 5 lần so với bình thường, theo khảo sát của WHO. Hành vi tự sát và có ý định tự sát ở mọi lứa tuổi, nhất là ở trẻ vị thành niên, thanh thiếu niên. Thực tế, nó không phải là do bộc phát mà được nuôi dưỡng qua thời gian dài, xuất phát từ những stress trong cuộc sống, học tập và các mối quan hệ. Theo một số nghiên cứu, có tới 36% người tự sát đã có hành vi tự sát từ trước. Vì vậy, gia đình cần hết sức lưu ý những biểu hiện bất thường ở trẻ. Bạn thể ăn ngủ thất thường là như nào? Có thể thức khuya hơn, dậy sớm hơn, ngủ không ngon giấc, ăn có thể ăn kém hơn, không muốn ăn. Và kèm theo đấy là gì? Kèm tới bệnh nhân sẽ có những cảm hiện là gì? Bệnh nhân dễ cáu gắt hơn, không những cáu gắt với cả bạn bè, cáu gắt với bố mẹ, ít trò chuyện với gia đình hơn, về nhà thường đóng cửa, rồi thích ngủ riêng và thích làm việc riêng. Bạn ấy các cái vệ sinh cá nhân ngày bạn có thể giảm sút hơn so với trước. Ví dụ trước bạn có thể là chú ý việc ăn mặc hơn khi đến lớp, nhưng bây giờ bạn cũng không chú ý ăn mặc và có thể mình hay nói là sình soạng. Theo các bác sĩ, ở lứa tuổi từ 11 đến 18, trẻ có thêm nhiều mối quan hệ mới, tiếp xúc với nhiều luồng thông tin mới, cả xấu, cả tốt. Trong khi ở giai đoạn này, trẻ rất dễ bị tổn thương và cần sự sẻ chia, thấu hiểu. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần quan tâm đến trẻ nhiều hơn. Thực tế, khi nhiều gia đình thấy những bất thường tâm lý ở trẻ nhưng lại e ngại đưa con đến khám tại các chuyên khoa tâm thần, khiến tình trạng của trẻ nặng nề hơn. Một cái trở ngại nhất là bố mẹ thường hay sợ mình đi khám tâm lý thần cho con thì con sẽ ảnh hưởng tâm lý, nhưng không phải thế. Mình đi khám sớm là tâm lý thì tốt tâm lý cho con đấy. Đa phần khi đến khám đây là nhiều trường hợp là bệnh nhân đã mức độ vừa và nặng hơn. Nếu như mình khám sớm thì chắc chắn là cháu có thể dùng ít thuốc hoặc có thể không phải dùng thuốc mà đến để được tư vấn để trị liệu tâm lý sẽ tốt hơn cho đối với bệnh nhân đấy. Trường hợp đấy mà chúng tôi thường đến đây là nhiều trường hợp là phải nhập viện điều trị để theo dõi tốt hơn. Theo các chuyên gia, để ngăn ngừa hành vi tự sát ở thanh thiếu niên, cần có sự can thiệp về tâm lý, thuốc và các liệu pháp điều biến não. Vì vậy, các thành viên trong gia đình, nhà trường cần nâng cao hiểu biết về các triệu chứng để có thể kịp thời nhận diện, hỗ trợ, giúp trẻ thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực muốn kết thúc cuộc đời mình. Thưa quý vị, thời điểm này, một số trường đại học đã bắt đầu công bố đề án tuyển sinh năm 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng dự kiến năm 2023 tổ chức đăng ký xét tuyển nguyện vọng sớm hơn, cố gắng hoàn thành trong tháng 8 để các trường có thể khai giảng vào cuối tháng 8 hoặc là đầu tháng 9. Có mặt tại buổi hội thảo cung cấp thông tin tuyển sinh và cơ cấu các ngành nghề đào tạo của Trường Đại học Việt Đức dành cho các thí sinh Hà Nội, bố con anh Nguyễn Việt Sơn đã có được cho mình những thông tin cần thiết về ngành học và phương thức tuyển sinh của trường trong mùa tuyển sinh 2023-2024. Thì muốn tìm hiểu là xem là cái ngành kiến trúc của Đức nói chung và đặc biệt là của trường Đại học Việt Đức này, xem là đào tạo nó như thế nào, các cái chính sách học bổng là cái chương trình đào tạo ra sao giữa Việt Nam và Đức. Thì hôm nay tôi cho con đến tìm hiểu cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Thực hiện quyền tự chủ trong tuyển sinh nên năm nay nhiều trường đại học đã bắt đầu mùa tuyển sinh từ rất sớm, kèm theo nhiều chính sách học bổng hấp dẫn để thu hút thí sinh xuất sắc.
Cơ bản, các trường vẫn duy trì phương thức tuyển sinh như năm 2022, kể cả phương thức xét tuyển sớm. Các loại chứng chỉ quốc tế về chuẩn hóa, đánh giá năng lực hay chứng chỉ trung học phổ thông quốc tế vẫn được các trường lựa chọn để làm căn cứ xét tuyển. Bên cạnh cái học bổng tài năng được nhà trường trích từ cái quỹ, từ cái ngân sách của nhà trường để cấp cho học sinh để thu hút những học sinh giỏi vào trường theo học. Thì bên cạnh đó nhà trường còn có những cái tiếp nhận những cái loại học bổng mà do các cái cơ quan, các cái đơn vị tài trợ của Cộng hòa Liên bang Đức, ví dụ như cơ quan trao đổi hàng lâm Đức hay Việt Nam chúng ta gọi là DD, cơ quan hỗ trợ đại học thế giới, rồi hiệp hội những người bạn và những người hỗ trợ trường đại học Việt Đức, cũng như các loại học bổng đến từ các cái khu vực công nghiệp. Tôi nghĩ rằng là cái xu hướng các trường chủ động vào trong tuyển sinh là cái xu hướng rất yếu, bởi vì cái đặc thù của các trường rất là khác nhau. Chúng ta không thể nào đợi một cái kỳ thi chung của tất cả các trường để xét tuyển tuyển sinh, tại vì cái phân khúc, chúng ta có thể nói như thế đi, phân khúc sinh viên rất là khác nhau, cái mục tiêu lựa chọn sinh viên cũng rất là khác nhau. Và kinh nghiệm quốc tế có cho chúng ta thấy, đúng không ạ, là cứ tầm độ khoảng tháng 1, tháng 2 là chúng ta biết rất là nhiều con em chúng ta đã đi du học, bởi vì các trường ở trên thế giới họ làm tuyển sinh rất sớm. Thế thì tại sao chúng ta lại từ chối cái quyền đó cho những trường có đủ năng lực tại Việt Nam? Đại diện các nhà trường đều bày tỏ mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm công bố quy trình tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh, vì nếu thay đổi thì dù chỉ là kỹ thuật cũng sẽ tác động rất lớn tới thí sinh và các trường. Việc công bố sớm cũng giúp công tác tuyển sinh của các trường đại học không bị chậm trễ như năm 2022, ảnh hưởng đến kế hoạch đào tạo trong năm học.